Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều phương án nhằm phòng chống và sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đã ra quân thực hiện kiểm tra kiểm soát chuyên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, phục vụ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và đối tượng được thực hiện cách ly trong chiến dịch phòng chống dịch cúm do virus corona. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bên cạnh việc chuẩn bị đủ nguồn nhân lực, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể cũng được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quán triệt kiểm tra các bước theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế tại bếp ăn tập thể. Trong đó chú trọng đến khâu nhập nguyên liệu, thực hiện quy trình sơ chế, chế biến thực phẩm đảm bảo. Thực phẩm bọn tôi vẫn làm buổi sáng, lấy thực phẩm tươi sống về để làm bên truyền nhiễm. Họ đạt thì bọn tôi phải nấu riêng cho từng suất một, chứ không nấu chung với lại bệnh nhân ở đây. Bọn tôi đóng vào hộp, thức ăn vào hộp thì họ ăn thức ăn một lần thôi, chứ không ăn bát đũa ở đây. Chúng tôi cũng đã phải mang cơm đến tận nơi, nghĩa là khoa cùng với lại nhà bếp mang cơm đến tận nơi vào trong khu vực cách ly để giao xuất cơm tại chỗ. Và trong quá trình chế biến thì khoa chúng tôi có 3 người và luôn luôn phải xuống trực tiếp để hướng dẫn họ trong từng cái, kể cả là trong cái các bước chia xuất ăn, nghĩa là khoa có trực tiếp xuống giám sát. Còn tại trường quân sự tỉnh, khu vực cách ly thực hiện tiếp nhận theo dõi các trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trở về từ Trung Quốc, thì việc bố trí nguồn nhân lực phục vụ hậu cần cũng đã nhanh chóng được triển khai. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm trong các suất ăn cho cán bộ phục vụ và công dân thực hiện cách ly cũng được chú trọng thực hiện. Ngoài tiêu chuẩn được cấp là 57.000 đồng một người một ngày, đơn vị đã tận dụng tối đa nguồn thực phẩm sẵn có tại đơn vị để đảm bảo dinh dưỡng cho cán bộ và công dân. Bảo đảm ăn ở sinh hoạt trong cái thời gian cách ly là tốt nhất. Bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm có địa chỉ và bảo đảm tốt cái an toàn thực phẩm. Đội ngũ làm công tác phục vụ đã được quán triệt phổ biến những cái quy định về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên cơ sở xác định rõ diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng thực hiện nhắc nhở, yêu cầu các bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và có trang phục bảo hộ lao động đạt chuẩn trong quá trình sơ chế, chế biến thức ăn nhằm phòng tránh tối đa việc phát tán dịch bệnh viêm phổi cấp. Để đảm bảo tốt hơn nữa thì đoàn cũng đã cung cấp một số cái tranh ảnh, cái tờ rơi rồi là áp phích để cho các cái bếp ăn cũng như là để ta nắm được cái 10 bước chế biến thức ăn an toàn. Sau cái đợt này thì về sẽ có một cái tổng kết rút kinh nghiệm và sẽ có một cái tham mưu cho Sở Y tế để thực hiện tốt nữa hơn nữa trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Với những nỗ lực trong thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đến nay tỉnh Lào Cai chưa phát hiện bệnh nhân nào dương tính với virus corona.